Hello, xin chào các bạn. Hôm nay trời mưa tạnh này các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi rủ bắt xe cần cẩu và xe lô cùng đi chơi nha. Rồi đi nào. Đây, bắt xe cần cẩu ở phía trước này các bạn ơi. Bây giờ chúng ta qua rủ bác cần cẩu đi chơi các bạn nha. Xin chào bác cần cẩu, bây giờ chúng ta cùng đi chơi nào. Ok, đi thôi.